Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Uông Bí thông báo chiêu sinh các lớp năng khiếu văn hóa thể thao hè năm 2021. Bộ môn thể thao: lớp aerobic nhảy hiện đại từ 5 đến 18 tuổi, lớp cầu lông từ 8 đến 15 tuổi, lớp cờ vua cơ bản và nâng cao từ 7 tuổi đến 15 tuổi, lớp võ cổ truyền Tây Sơn Bình Định từ 7 tuổi đến 18 tuổi, lớp vô vi nam từ 7 tuổi đến 18 tuổi, lớp taekwondo từ 7 tuổi đến 18 tuổi, lớp karate do từ 7 tuổi đến 18 tuổi, lớp zumba kid từ 7 tuổi đến 15 tuổi, lớp múa từ 5 tuổi đến 8 tuổi, lớp yoga kid từ 8 đến 15 tuổi, lớp bóng đá từ 6 tuổi trở lên, lớp bóng bàn từ 8 tuổi trở lên, lớp khiêu vũ thể thao từ 6 tuổi trở lên. Bộ môn nghệ thuật: lớp đàn piano organ từ 6 tuổi trở lên, lớp thanh nhạc từ 8 tuổi trở lên, lớp guitar cơ bản và nâng cao từ 10 tuổi trở lên, lớp mỹ thuật hội họa từ 7 tuổi đến 15 tuổi. Bộ môn phát triển tư duy: lớp kỹ năng sống từ 4 đến 5 tuổi và lớp 6 đến 15 tuổi. Lớp người dẫn chương trình MC nhí từ 5 đến 15 tuổi. Lớp toán nhanh soroban từ 4 đến 10 tuổi. Dự kiến khai giảng vào ngày 20 tháng 6 năm 2021. Thời gian địa điểm đăng ký từ ngày 8 tháng 6 năm 2021, sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút kể cả thứ bảy và chủ nhật tại nhà hát thành phố, số 36 phố Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Liên hệ bộ phận thường trực tuyển sinh, số điện thoại 02033665530. Cô Đỗ Quỳnh Chi, số 0984624483 hoặc 0934331623, 0338617400.